áp về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay áp về danh. Cô xin chào tất cả các em. Chào mừng các em đến với môn tiếng Việt lớp 3 bộ sách kết nối tri thức. Mời các em đến với phần sách học sinh tiếng Việt 3 tập 2, bài 3, Cóc kiện trời. Cóc kiện trời. Ngày xưa, có một năm trời nắng hạn rất lâu, ruộng đồng nứt nẻ, cây cỏ rụi trơ, chim muông khát khô cả họng. Cóc thấy nguy quá, bèn lên thiên đình kiện trời. Dọc đường gặp cua, gấu, cọp, ong và cáo, tất cả đều xin đi theo. Đến cửa nhà trời, chỉ thấy một cái trống to. Cóc bảo, anh cua bò vào chuông nước này, cô ong đợi sau cánh cửa, còn chị cáo, anh gấu, anh cọp thì nấp ở hai bên. Sắp đặt xong, cóc một mình bước tới, lấy dùi đánh ba hồi trống. Thấy chú cóc bé tẹo dám náo động thiên đình, trời bỗng nổi giận, sai gà ra trị tội. Gà vừa bay đến, cóc ra hiệu, cáo nhảy sổ tới, cắn cổ gà tha đi. Trời sai chó bắt cáo, chó mới ra tới cửa, gấu đọc quật chó chết tươi. Trời càng tức, sai thần xét trị gấu, thần xét cầm lưỡi tầm xét hùng hổ đi ra, chưa kịp nhìn địch thủ, đã bị ong ở sau cửa bay ra đốt túi bụi. Thần nhảy vào chuông nước, lập tức cua dơ càng ra kẹp, thần đau quá, nhảy ra thì bị cọp vù. Trời túng thế, đành mời cóc vào, cóc tâu. Muôn tâu thượng đế, đã lâu lắm rồi, trần gian không hề được một giọt nước mưa, thượng đế cần làm mưa ngay để cứu muôn loài. Trời sợ trần gian nổi loạn, dịu giọng nói, thôi, cậu hãy về đi, ta rẻ cho mưa xuống. Lại còn dặn thêm, lần sau, hãy em muốn mưa, cậu chỉ cần nghiến răng báo hiệu cho ta, khỏi phải lên đây. Cóc về đến trần gian thì nước đã ngập cả ruộng. Từ đó, hễ cóc nghiến răng là trời đổ mưa. Theo truyện cổ Việt Nam, như vậy, cô vừa kết thúc bài 3, Cóc kiện trời. Tạm biệt, hẹn gặp lại các em ở bài học tiếp theo. Khóa học Việt Rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Rách.